Vâng ạ. Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại thành phố Biên Hòa nha quý anh chị. Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu và ghi hình giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố với bề ngang 5m, tổng diện tích đất là 75m² nha quý anh chị. Rất là đẹp ha. Vị trí của căn nhà này là thuộc phường Hóa An nha quý anh chị. Thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nó rất là gần với đường Hoàng Minh Chánh nha quý anh chị. Căn nhà này cách đường Hoàng Minh Chánh chỉ tầm khoảng 100m thôi anh chị ơi. Rất là gần nha. Đây, hướng này mình sẽ ra đường Hoàng Minh Chánh này. Cách đường Hoàng Minh Chánh chỉ tầm 100m thôi. Con đường trước nhà của mình là một con đường có bề rộng lọt lòng là 5m. Tính luôn cả vỉa hè hai bên, vỉa hè mỗi bên 3m nha quý anh chị. Thì tổng đường của mình là 11m nha quý anh chị. Ngoài ra thì từ vị trí căn nhà của mình dễ dàng di chuyển ra đường Nguyễn Ái Quốc này, hay còn gọi là đường quốc lộ 1K, ra chợ Hóa An, chỉ trong vòng bán kính khoảng 300m thôi anh chị ơi, rất là gần nha. Còn nếu mình di chuyển ra khu vực cầu Hóa An thì khoảng tầm 500m anh chị ạ. Đây là một căn nhà tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa. Ngày hôm nay em sẽ ghi hình và sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị mình để quý anh chị mình tham khảo ạ. Nhà xây dựng một trệt một lầu nha quý anh chị, xây dựng mới hoàn toàn ha, vừa mới xây xong luôn. Căn nhà này ngang 5m và chiều sâu là 15m. Tổng diện tích đất của căn nhà mình là 75m² nha quý anh chị, thổ cư 100% ha. Rồi, về công năng sử dụng của căn nhà của mình nha quý anh chị. Trước tiên là đây là cái khu vực sân trước nha quý anh chị nha. Khu vực này thì gia chủ đã làm cổng và dựng khung sắt rất là đẹp ha, rất là kiên cố nha quý anh chị nha. Khu vực này mình phù hợp mình để xe máy ha. Đấy, đây là cái khu vực phía trước sân của nhà mình. Tiếp tới qua cái khu vực sân trước này thì mình sẽ di chuyển vào khu vực tiếp theo, đây là khu vực gara để ô tô này quý anh chị nha. Còn ở phía trong kia là khu vực phòng khách, được ngăn cách rất là rõ ràng nha quý anh chị nha. Nhà mình thì có hai cái cửa chính nha quý anh chị này. Một lớp cửa chính là để mình đi ô tô ha, ra vào. Bên cạnh đấy thì có thêm bên đây có thiết kế cho mình một cái cửa phụ ha. Cửa này thì mình để đi xe máy nè quý anh chị ha. Đấy, thì nếu mà quý anh chị mình đi ô tô thì mình sẽ mở cửa này. Đây là cửa chính của căn nhà mình. Nhà mình thiết kế là bao gồm có một cái sân trước nè quý anh chị này. Có một cái sân gara ô tô. Đây, em đang ghi hình là gara ô tô này quý anh chị này. Còn ở phía trong kia sẽ là khu vực phòng khách nha anh chị nhá. Đấy, phía trong kia là khu vực phòng khách nha. Và nhà mình có một nhà ăn, có 3 phòng ngủ anh chị ạ, có 2 nhà vệ sinh. Đấy, đây là căn nhà với tổng diện tích đất lên tới 75m². Ở khu vực phía ngoài cửa chính của mình thì có thêm một lớp cửa. Nhà rất là đẹp ha, rất là kiên cố nha quý anh chị. Rồi, và bây giờ thì em sẽ mời quý anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong căn nhà của mình nha. Đây, qua khu vực gara ô tô của mình thì sẽ tới khu vực phòng khách. Căn nhà này sử dụng tông màu chủ yếu vẫn là màu trắng nha quý anh chị. Nhà rất là sáng ha. Hai bên khu vực tường thì gia chủ thiết kế cho mình những cái bức tranh rất là đẹp nha quý anh chị. Ở khu vực ở phía giữa trần thì có một cái khu vực đèn trùng và một cái quạt trần nha quý anh chị. Quạt này là hiệu Panasonic nha quý anh chị nha. Đây là cái quạt trần của mình ha. Làm mát cho cả cái khu vực phòng khách của mình. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển vào khu vực bên trong nhà ăn của mình nha quý anh chị nha. Qua cái khu vực cầu thang này thì mình sẽ di chuyển vào khu vực nhà ăn. Cầu thang này nếu mà tính từ phía ngoài vào thì cầu thang được làm bên tay trái, rất là hợp phong thủy nha quý anh chị nha. Đấy, thì lúc mà mình di chuyển lên trên thì cái tay của mình sẽ bám vào cái khu vực tay vịn này là bên tay phải, là quá là hợp lý rồi nha quý anh chị nha. Đấy, rồi em đang ghi hình ở khu vực nhà ăn này quý anh chị. Nhà ăn của mình cũng khá là rộng nè quý anh chị nha. Đấy, em xin nhắc lại này, xung quanh tường thì gia chủ mình có ốp gạch lên cũng khoảng hơn 1m nè quý anh chị nha. Đấy, nên rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Khu vực nhà ăn của mình cũng khá tương đối là rộng nè quý anh chị. Khu vực tay vịn cầu thang này, trụ cầu thang và tủ bếp, tủ nhà ăn của mình nè quý anh chị. Tủ trên, tủ dưới ha. Đây là nguyên liệu gỗ. Gỗ này là gỗ sồi Nga nha quý anh chị nha. Gỗ tự nhiên ha. Đấy, nhà rất là ok nha quý anh chị. Ở khu vực phòng bếp mình có 3 cái đèn thả rất là đẹp. Rồi, đấy thì em sẽ quay sơ sơ như vậy. Còn ở đây nè quý anh chị, có một cái cửa để đi ra phía sau này. Ở phía sau này có một cái lối thoát hiểm khoảng 1m nha quý anh chị nha. Đấy, ở phía sau này đấy là lối thoát hiểm ở phía sau nha quý anh chị. Rồi, nhà mình thì có 2 nhà vệ sinh, thì ở phía dưới là có một cái nhà vệ sinh chung này quý anh chị này.
Đây khu vực nhà vệ sinh của mình. Có labo, có bồn cầu và có gương soi nha quý anh chị nha. Rồi. Tiếp tới sẽ mời toàn thể quý anh chị và các bạn mình cùng di chuyển lên trên lầu. Ở trên lầu mình thì sẽ có 3 cái phòng ngủ quý anh chị ơi. Nhà mình có 3 phòng ngủ, nhà xây dựng một trệt một lầu. Xây dựng mới hoàn toàn nha quý anh chị nha. Nhà vừa mới xây xong. Hiện tại thì như quý anh chị đang nhìn thấy nha. Gia chủ chưa có vệ sinh sạch sẽ nên nó đang vẫn còn bụi ha. Còn một chút bụi nha quý anh chị nha. Đây. Mình đang ở trên khu vực lầu 1 này anh chị. Đây là khu vực giếng trời. Khu vực giếng trời của nhà mình nha. Rồi, em sẽ quay cái khu vực phòng ngủ ở phía sau này trước đi ha. Đây là phía sau căn nhà mình này. Đây, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này cũng tương đối là rộng đấy quý anh chị ạ. Nhà mình có 3 phòng ngủ thôi. Tất cả các phòng ngủ thì đều có đi sẵn ống đồng rồi này. Tất cả các cái cửa này quý anh chị này, cửa phòng ngủ nhá. Cửa phòng ngủ thì cũng đều làm bằng gỗ sồi luôn nha quý anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi, đây là khu vực không gian phía trước của căn nhà mình. Trên đây thì cũng có một nhà vệ sinh. Nhà mình có 2 nhà vệ sinh thôi quý anh chị. 2 nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ. Ở trên đây thì nhà vệ sinh của mình rộng hơn ở phía dưới. Nội thất thì có labo, gương soi, bồn cầu và có một cây tắm đứng dạng sen vòi, chế độ massage nha quý chị nha. Gạch thì được ốp lên tới trần ha, rất là sạch sẽ nha quý chị. Còn cái khu vực cửa nhà vệ sinh của mình là cửa nhôm kính sinh pha kính cường lực. Rồi, em quay luôn 2 cái phòng ngủ phía trước này cho anh chị mình xem luôn. Nếu anh chị mình quan tâm tới căn nhà này, đây là một căn nhà tại phường Hóa An, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rất là gần với đường Hoàng Minh Chánh. Chỉ cách đường Hoàng Minh Chánh khoảng 100m thôi anh chị ơi. Còn nếu mình di chuyển ra đường Nguyễn Ái Quốc, đường quốc lộ 1K và chợ Hóa An, chỉ tầm 300m thôi anh chị nha, rất là gần nha. Còn nếu anh chị mình di chuyển vào cầu Hóa An thì nó chỉ tầm khoảng 500m thôi. Dễ dàng di chuyển vào trung tâm của thành phố Biên Hòa. Và từ đây thì mình cũng có thể di chuyển qua thành phố Di An này và qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần nha quý anh chị nha. Trong vòng bán kính 7km nha quý anh chị. Rồi, đây là khu vực phòng ngủ phía trước của nhà mình. Nếu mà anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì vui lòng liên hệ cho em Hải theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 093 11 11278. Em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình một cách tận tình nhất ạ. Nhà thì có sổ sách giấy tờ đầy đủ nha quý anh chị nhé. Mình có thể cọc và đi công chứng luôn nha. Sổ thì có sẵn, công chứng ngay đều được. Ngoài ra nhà mình có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình nha, nếu mình có nhu cầu. Rồi, video của bên em đến đây thì xin phép được kết thúc ạ. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản của bên em. Và em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em ạ.